Trên thế giới, người Israel biểu tình phản đối thủ tướng bất chấp lệnh phong tỏa vì Covid-19. Hàng ngàn con chim chết bất thường trên đường phố Rome. Tại Việt Nam, thanh tra công tác vệ sinh môi trường liên quan đến công ty Minh Quân. Vụ đứt cáp vận thăng khiến 3 người tử vong, nhà thầu nói vận thăng không có tải. Tại Đồng Nai, bắt nhóm trộm xe máy của người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu muốn đốt pháo nhưng bị cản lại, nam thanh niên dùng dao chém người. Năm 2021, người dân được quyền xây nhà mới nếu đất vẫn thuộc diện quy hoạch treo. Cảnh báo lừa đảo giả danh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Thưa quý vị, xin kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin chi tiết thưa quý vị vào tháng 3 năm nay thì Nhật Bản sẽ kỷ niệm 10 năm diễn ra thảm họa kép động đất và sóng thần tàn phá một vùng rộng lớn phía Đông Bắc đây là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản và thế giới trong thời kỳ hiện đại Nhân dịp sắp kỷ niệm 10 năm thảm họa, chính phủ Nhật cũng thông báo quá trình xây dựng lại và khắc phục hậu quả đã gần như hoàn thành. Việc xây dựng lại nhà cửa cho các nạn nhân, sửa chữa đường xá, công trình giao thông, thiết bị hạ tầng gần như đã xong. Chính phủ Nhật cũng dự tính từ tháng 4 năm 2021 sẽ bắt đầu giai đoạn 2 của quá trình khắc phục thảm họa và khôi phục đời sống. Theo đó sẽ tập trung vào sức khỏe tinh thần của những người còn sống sót và giúp đỡ họ hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng. Chính phủ cũng ra thông báo, bây giờ chỉ còn vấn đề nhà máy điện hạt nhân Fukushima là nan giải khi các do gì từ trận động đất vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục. Và vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ hiện tại thì nhà máy đã hết chỗ chứa, nước bị nhiễm xạ và rất có thể phải xả bớt ra biển. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong năm 2020, số người thiệt mạng vì tai nạn đường bộ ở nước này là 1.646 người, giảm 17% so với năm 2019. Số vụ tai nạn cũng giảm khoảng 24%. Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết nguyên nhân số vụ tai nạn lẫn nạn nhân thiệt mạng đều giảm do các cơ quan thực thi pháp luật đã nghiêm túc làm việc và nhận thức của người dân về tham gia giao thông đã tốt hơn. Được biết tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Campuchia, trong những năm qua gây thiệt hại cho quốc gia ước tính khoảng 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên gần đây Campuchia đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giảm số tai nạn lại như ưu tiên phát triển phương tiện giao thông bằng đường bộ là xe ô tô, hạn chế xe máy, các loại thuế nhập khẩu ô tô được đưa về mức rất thấp để người dân bình thường cũng có thể sở hữu. Một số quan chức Campuchia cho biết tai nạn xe máy có tỷ lệ tử vong cao hơn xe ô tô rất nhiều. Theo cảnh sát tỉnh Non Thaburi thông báo thì một chiếc thuyền đã chìm trên sông Chao Praya và vẫn còn một hành khách mất tích. Các cơ quan chức năng đang giáo diết tìm kiếm. Được biết chiếc thuyền bị chìm khi chở theo 5 hành khách và một tài xế, mọi người đều sống sót chỉ duy nhất còn một người đang mất tích. Một cư dân địa phương 44 tuổi cho biết, sau khi thấy chiếc thuyền bị chìm thì bà đã lái chiếc ghe nhỏ ra giữa sông để cứu những người sống sót. Cảnh sát cho biết nguyên nhân gây tai nạn là do chiếc thuyền va phải một gốc cây trôi trên sông, sau đó bị lật nhào. Nhưng hành khách không biết bơi nên họ chỉ bám vào thành thuyền cho đến khi có một người dân địa phương lái ghe ra cứu. Người tài xế cho biết ông không có ý định chạy trốn, khi tai nạn xảy ra thì ông đã cố gắng gọi lớn để những người xung quanh ra cứu giúp. Những ngày đầu năm 2021, người Israel lại xuống đường biểu tình phản đối thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất chấp các lệnh phong tỏa vì Covid-19 và họ cho rằng thủ tướng Netanyahu quan liêu, tham nhũng và không ứng phó tốt với đại dịch. Người biểu tình đã tập trung trước dinh thự của thủ tướng Israel ở khu Tây Jerusalem để phản đối ông Netanyahu, người đang đối mặt với một số cáo buộc về tham nhũng, hối lộ và làm mất niềm tin của dân chúng. Người biểu tình muốn ông Netanyahu phải từ chức ngay lập tức. Cảnh sát cho biết đã có 8 người bị bắt. Được biết các cuộc biểu tình chống lại thủ tướng Netanyahu đã được diễn ra liên tục suốt 6 tháng qua các quan chức ai cập thông báo nước này cùng với ethiopia và sudan đã nối lại đàm phán sau nhiều tuần gián đoạn về một con đập gây tranh cãi mà ethiopia đang xây dựng ở vùng hạ lưu sông Cuộc đàm phán được nối lại 6 tuần sau khi Sudan tẩy chay vì cho rằng nhiều điều bất cập. Sudan cũng kêu gọi Liên minh châu Phi đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết bất đồng và tranh chấp. Các bên đang tranh cãi sâu sắc về việc sau khi xây xong con đập thì Ethiopia sẽ giữ lại bao nhiêu nước và xả ra bao nhiêu nước cho các quốc gia láng giềng sử dụng. Ethiopia từ chối đưa ra các con số và cam kết cụ thể. Sông Nin có vai trò sống còn về cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các quốc gia trong vùng. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập thì các bộ trưởng của ba quốc gia đã gặp nhau bằng hình thức trực tuyến vào ngày 3 tháng 1 theo lời kêu gọi của Nam Phi, nước đang giữ chức chủ tịch Liên minh châu Phi. Một thảm kịch đã xảy ra khi ít nhất có 18 người thiệt mạng khi đang tham dự một tang lễ ở miền Bắc Ấn Độ. Nguyên nhân theo cảnh sát là do bị sập nhà bởi những cơn mưa nặng hạt trước đó. Cảnh sát thông báo khi vụ tai nạn diễn ra có khoảng 40 người đang trú bên dưới mái nhà và một số đã bị vùi trong đống gạch vụn. Ngay sau đó thì các nhân viên cứu hộ đã có mặt và cả chó nghiệp vụ cũng đánh hơi người còn sống. Quá trình cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai và hoàn tất. Tuy nhiên do sức đẻ của các vật liệu xây dựng nên ước tính khoảng 18 người đã thiệt mạng ngay sau khi vụ đổ diễn ra. Một số người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đó. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra nguyên nhân có thể do ngôi nhà được xây cẩu thả, bị rút ruột nên trở nên yếu sau khi chịu đựng các trận mưa nặng hạt trước đó. Nhiều tài xế xe tải ở thành phố Rome của nước Ý đã ghi lại cảnh hàng ngàn con chim các loại chết bất thường trên đường phố, nhất là quanh khu vực Via Cover. Và hiện nay thì chưa có nguyên nhân chính thức vì sao những con chim này đã chết. Tuy nhiên thì trên Facebook của Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc tế thì họ cho rằng nguyên nhân do những đợt bắn pháo hoa năm mới kéo dài quá lâu của người dân thành phố. quý vị đang đến với phần tin trong nước thì quý vị liên quan đến tình hình vệ sinh môi trường của thành phố Hà Nội liên quan đến công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Minh Quân hay còn gọi là công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội. Mới đây thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thanh tra toàn diện công ty này. Theo đó công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Minh Quân bị phản ánh những bất cập trong công tác thu gom, duy trì vệ sinh môi trường như không đủ xe thiết bị để thu gom, vận chuyển rác thải, đặc biệt là việc đổ trộm khoảng 80 tấn rác sinh hoạt tại khu vực dưới chân cầu vượt đường Trần Hữu Dực năm 2017. Thưa quý vị, bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong vòng nửa tháng qua thì đơn vị này đã tiếp nhận và cứu sống hai trường hợp trẻ em sốt do sốt xuất huyết nặng và các bệnh nhi này đều được nhập viện trong tình trạng nguy hiểm và rất may mắn là các em đều được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã nhanh chóng được các y bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố đã khuyến cáo, mặc dù thời điểm này thì bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam đã giảm nhiệt đi nhiều. Vào cuối mùa dịch nhưng người dân thì không nên lơ là chủ quan, cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh và nhanh chóng đưa con em mình đến cơ sở y tế điều trị kịp thời khi trẻ mắc bệnh. Công an tỉnh Bình Định vừa triệt phá một sòng bạc có quy mô ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước và bắt giữ 57 đối tượng có liên quan. Theo đó, sới bạc này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, cầm đầu là đối tượng Phạm Minh Phước sinh năm 1981, đã từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Các đối tượng đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cảnh giới cẩn mật, chia làm nhiều chốt canh gác, cách sới bạc từ xa vài cây số. Số lượng các con bạc tham gia lên đến 50 đến 60 đối tượng, mỗi ván tiền thắng thua vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Tăng vật thu giữ được tại hiện trường có hơn 859 triệu đồng, 5 xe ô tô các loại và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn đất cáp vận thăng tại công trường xây dựng trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An, đại diện nhà thầu mới đây đã cho biết những thông tin liên quan theo đó công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171, đơn vị thi công dự án cho biết đang làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Và cho biết thêm, chiếc vận thăng sử dụng trong công trình đã được kiểm định trước khi lắp đặt và vận hành. Thiết bị này cũng đủ sức chở 11 công nhân lên xuống nên không có chuyện quá tải. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 1, một nhóm công nhân đang làm việc tại công trường trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An, đường Lenin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh thì xảy ra sự cố đứt cáp vận thăng khiến 3 người tử vong và 8 người bị thương. Sáng ngày 4 tháng 1, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Thị Thủy, 31 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Và trước đó thì đối tượng này đã trộm một túi sách của nạn nhân tại chợ với trị giá hơn 60 triệu đồng cùng hai sổ tiết kiệm. Tuy nhiên trong lúc đối tượng này thực hiện hành vi thì bị một tiểu thương phát hiện và hô hoán. Và ngay sau đó thì các tiểu thương đã cùng nhau vây bắt đối tượng và giao cho công an. Qua đấu tranh thì đối tượng Thủy đã khai nhận mọi hành vi và hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Quý 30 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, Trần Thành Giang 21 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, Nguyễn Trung Hiếu 32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu trước đó người bảo án đang di chuyển trên đường bằng xe máy thì phát hiện một người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông nằm một mình cạnh xe mô tô bên vệ đường trước tình thế cấp bách thì anh này đã bỏ lại xe mô tô của mình rồi nhanh chóng dùng xe máy của nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu sau khi anh quay trở lại nơi xảy ra tai nạn thì phát hiện xe của mình đã bị kẻ gian lấy mất Chiếc xe bị mất hiệu Suzuki Saicha trị giá 63 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin thì công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng khoanh vùng và truy bắt ba đối tượng trên. Tại cơ quan công an thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Công an huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra một vụ án, một người đàn ông tử vong vì bỏng nặng sau khi đến sông hơi điều trị tại phòng khám Đông y. Theo đó, ông Hát đến phòng khám Đông y Nguyễn Khoa tại số 33 đường số 2, khu dân cư Phước Kiểng, huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh để sông hơi trị bệnh. Và sau đó thì người nhà nhận được thông tin ông Hát bị bỏng nặng và tử vong ở bệnh viện trợ rẫy. Sau khi xảy ra vụ việc thì phòng khám đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa nạn nhân về an táng và thương lượng bồi thường 600 triệu đồng. Hiện con gái ông Hát đã làm đơn tố cáo cho rằng phòng khám Đông y Nguyễn Khoa đã tắc trách gây ra cái chết cho ông Hát. Công an huyện Dấu Tiếng, tỉnh Bình Dương vừa đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố bị can Nguyễn Trọng Tấn, 28 tuổi, ngụ huyện Bào Bàng, về hành vi cướp tài sản hiếp dâm. Theo đó, tấn là bác sĩ thú y để có tiền tiêu xài và thỏa mãn thú tính, đối tượng đã mua bình xịt hơi cay, gậy ba khúc và dao để gây án ở các lô cao su vắng vẻ. Từ tháng 11 năm 2019 đến cuối tháng 3 năm 2020, tấn đã gây ra hàng loạt các vụ cướp, hiếp dâm ở các huyện dầu tiếng, bào bàng, bình dương và huyện trân thành tỉnh bình phước. Cục hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường ngăn chặn. Xử lý tình trạng nhiều hành khách sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác, giấy tờ giả đi máy bay trong thời gian gần đây. Thông báo này được đưa ra sau khi thống kê từ an ninh hàng không các sân bay chỉ trong tuần cuối cùng của năm 2020 đã phát hiện 8 trường hợp hành khách đi máy bay sử dụng giấy tờ tùy thân giả, không đúng quy định. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành khách sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng quy định nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không dân dụng. Các đơn vị cũng được yêu cầu hoàn tất các hồ sơ vi phạm theo đúng quy định và xử lý nghiêm đối với các hành khách sử dụng giấy tờ không đúng quy định khi đi máy bay. Vừa qua, thì Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị cua cắp biến chứng viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao. Theo đó, bệnh nhân nam, 58 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu, nhập viện trong tình trạng choáng nhiễm trùng, viêm mô tế bào cẳng chân phải, chi giác lơ mơ, huyết áp thấp, suy hô hấp nặng. Trước đó, bệnh nhân bị vết thương ngoài da vùng cẳng chân do cua cắp, sau đó bệnh nhân tự đắp thuốc lên vết thương, gừng trộn với mật ong, theo kinh nghiệm của dân gian. Tuy nhiên, sau khi đắp thuốc, thì vết thương này ngày càng đỏ nhiều hơn, khiến bệnh nhân sốt cao, mệt và khó thở tăng. Sau 4 ngày điều trị tích cực, thì bệnh nhân đã ngưng máy thở và rút được ống thở thành công. Hiện bệnh nhân đang tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Sáng ngày 4 tháng 1, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trợ Mới tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phia, sinh năm 1999, trú ấp Bình Quế, xã Hòa An để tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra trước đó, trong một cuộc nhậu, Lê Văn Phia đã nhiều lần lấy pháo ra đốt gây ồn ào đến mọi người, nên đã bị anh Nguyễn Bá Nghị sinh năm 1990 trú ở thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò khuyên can. Tuy nhiên, đối tượng Phia đã tức giận và về nhà lấy một con dao tự chế và xông vào chém anh Nghị gây thương tích đến 22%. Sau khi gây án, thì đối tượng đã bỏ trốn và sau đó biết không thể trốn thoát nên đã tự ra đầu thú, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa vừa cho biết sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép trên địa bàn thông báo này được đưa ra khi nhiều năm qua các trạm bê tông hoạt động trái phép đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Hiện tại tỉnh Khánh Hòa chỉ 5 trạm bê tông có giấy phép xây dựng, một trạm được tỉnh Khánh Hòa chủ trương cho phép đặt trạm, còn 11 trạm không có giấy phép xây dựng. Vấn đề đáng quan tâm là các trạm không phép tồn tại nhiều năm khó xử lý và có dấu hiệu coi thường pháp luật. Đơn cử như tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa nhiều năm qua, người dân thôn Ninh Đức phải sống trong cảnh ô nhiễm, đường xá đầy rẫy ổ trâu, ổ voi vì trạm trộn bê tông của công ty cổ phần sản xuất thương mại bê tông Phương Anh ngang nhiên hoạt động không phép. Ngoài hoạt động gây ô nhiễm môi trường, phá hoại đường xá, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì tại thành phố nha trang các xe chạm bê tông không phép còn tung hoành trên đường phố gây nhiều tai nạn chết người chưa có chủ trương để chuyển đổi sang đất xây dựng nhưng ngay trong lòng những đồi chè đã xuất hiện đường nhựa, cống thoát nước ngang dọc và những đồi chè tuyệt đẹp đang bị phân từng lô nhỏ để làm dự án bất động sản. Thực trạng trên đang diễn ra tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây vốn được xem là thủ phủ chè của Việt Nam, đặc biệt là nơi trồng chè ô long có giá trị cao này đã bị đe dọa vùng nguyên liệu chè thành phố Bảo Lộc hiện sôi động như một công trường lớn, đồi bị san gạt, đường xá ồ ạt mọc lên bên trong, từng lô đất vung vức hình thành. Theo tìm hiểu thì tại Bảo Lộc chỉ có 6 dự án bất động sản được cấp phép nhưng lại có hơn 30 dự án bất động sản hoạt động. Điểm chung của các dự án lậu này là phân lô đất nông nghiệp, san gạt mặt bằng, làm công trình hạ tầng trên đất nông nghiệp. Trước năm 2015 thì Bảo Lộc được xem là thủ phủ chè của Việt Nam với 23.000 hecta, nhưng đến năm 2018 thì diện tích chè chỉ còn hơn 12.000 hecta. Đến cuối năm 2020 thì tổng diện tích chè Lâm Đồng chỉ còn khoảng 10.000 hecta, giảm hơn 50% chỉ sau 5 năm. Theo nguồn tin của báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan quản lý chặt chẽ tài sản liên quan đến 6 dự án bất động sản mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh điều tra sai phạm. Cụ thể, 6 dự án đang bị điều tra đều nằm trên địa bàn thành phố Nha Trang, bao gồm dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, dự án Nha Trang Golden Gate và dự án Napoleon Castle, dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái đất lành, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn tự và cuối cùng là dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa phong tỏa niêm phong, kê biên hay là đình chỉ bất cứ một hoạt động nào của dự án trên nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế diễn ra bình thường. Trong khi đó, ở Bà Rịa Vũng Tàu chỉ mới đầu năm 2021, thế nhưng nhiều người dân đã đến cổng tòa nhà Sơn Thịnh 3 đang xây dựng dở dang tại thành phố Vũng Tàu, răng băng rôn tố cáo chủ tòa nhà Sơn Thịnh 2 cướp sân thượng. Sự việc xảy ra ngay Tết Dương Lịch 1 tháng 1 năm 2021 và phải đến khi cơ quan chức năng có mặt thuyết phục thì người dân mới ra về. Sự việc tương tự cũng đã diễn ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2020, được biết căng thẳng giữa cư dân và chủ tòa nhà Sơn Thịnh gay gắt khi mà một người mua lại doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh nói Sơn Thịnh 2 là cô đô theo nên chủ đầu tư phải quản lý. Do đó khi người này cho người vào quản lý tòa nhà và cải tạo sân thượng. Tuy nhiên thì người dân phản đối kịch liệt việc làm này. Gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có công văn yêu cầu chủ tòa nhà Sơn Định 2 phải dừng mọi hoạt động xây dựng, sửa chữa và đưa vào kinh doanh sân thượng của tòa nhà. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang giao ngành chức năng rà soát và tham mưu đề xuất hướng giải quyết. Quý vị thân mến, hơn 3 năm nay thì người dân chung cư Athena Complex tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn phải mòn mỏi chờ sổ hồng, mặc dù chủ đầu tư 5 lần 10 lượt hứa hẹn. Theo người dân, chủ đầu tư công ty cổ phần thương mại xây dựng 379 không cho cư dân biết lý do thực của việc chậm cấp sổ hồng và cũng không có hướng giải quyết rõ ràng. Trong khi đó trả lời báo chí đại diện công ty nói trên cho biết đã nộp hồ sơ thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Athena Complex và nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Đại diện công ty lý giải vướng mắc của việc chậm làm sổ hồng đến từ việc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích 1688 m2 đất sen kẹt có nguồn gốc là đất nông nghiệp của chín hộ dân và một phần đất công do ủy ban nhân dân phường phương canh quản lý công ty đã có văn bản xin tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng Quý vị thân mến, từ đầu năm nay thì theo luật xây dựng sửa đổi thì người dân được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà mới nếu đất vẫn thuộc diện quy hoạch treo trên 3 năm. Tuy nhiên thì luật cũng quy định rõ điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quý vị đang đến với phần tin cảnh báo. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 1 này thì không khí lạnh hoạt động mạnh nên sẽ xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khoảng 3 đến 4 đợt rét đậm, rét hại. Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhiệt độ giảm thấp sẽ gây hại cho vật nuôi và cây trồng nên bà con vùng cao cần đề phòng sớm. Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, thời gian gần đây thì đã có một số cá nhân tổ chức nhân danh kiều bào Mỹ, Pháp và Nhật Bản là thành viên của hiệp hội lợi dụng danh nghĩa Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để thu lợi bất chính. Các cơ quan doanh nghiệp tại Việt Nam cần cẩn trọng trong hoạt động đầu tư kinh doanh trước hình thức lừa đảo này đây là những tổ chức tự xưng không được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp chính thống không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng không thuộc sự quản lý chi phối của bất kỳ một cơ quan quản lý nhà nước nào các đối tượng này thường lợi dụng các hình thức xúc tiến để lừa đảo thu hút đầu tư đồng thời các tổ chức cá nhân cũng lập các hồ sơ đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài tìm kiếm khai thác kho báu tiếp nhận di sản tiền trôi nổi có giá trị từ hàng tỷ đến hàng trăm tỷ đồng các đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo này còn có tiền án tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và không có nghề nghiệp cũng như địa điểm cư trú rõ ràng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.